Xin mến chào cô chú đến với kênh là cây kiển của tôi cũng như kênh bonsai mini tên NCT. Thì hôm nay vườn con lên cái clip này để thanh lý cho cô chú mình là cái lô hồng ngọc mai này nha. Thì đợt rồi con về phải 1000 mấy cây nhưng mà con bán hổm dài và mấy tháng nay nó hết rồi, còn có một khúm như vậy hả cô chú anh chị, khoảng chừng 50-60 cây. Thì hiện tại vườn con đang thanh lý với giá là 28.000 một cây. Thì đa số những cây này cũng là những cây rễ quái không à nha, bình thường chứ không có vấn đề gì hết. Đó. Hồng ngọc mai rễ quái không à, cây đang phát triển rất là tốt. Thì 28.000 một cây là giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Đó. Nếu như cô chú mình mua nhiều thì con tặng thêm, còn mua số lượng ít thì con không có tặng nha. Với lại cái giá này con báo là chưa có bao gồm phí vận chuyển á, thì cô chú mình xem thấy ok thì liên hệ vườn con ha. Cảm ơn cô chú mình đã xem rất là nhiều.